Ok, rồi mình niệm Phật trước vậy. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Thưa thầy, hôm nay chị Mỹ, chị Mimi xin nghỉ một hôm mà chị có bệnh chuyện gia đình ạ. Không sao. Rồi. Hôm bữa là mình đã học xong được cái phần động từ chia, động từ từ quá khứ rồi. Và bây giờ mình đi ra qua làm mấy cái bài tập nữa, cho nó quen. Rồi, ok, bây giờ mình dịch từ tiếng tiếng Pali sang tiếng Việt. Trước hết là ok, mình làm trước một vài câu rồi sau đó thì từng mọi người mình sẽ làm cho nó quen. Ok, câu thứ nhất là Munayo manche su hisi chen su. Mình biết là mu mu động từ nên là động từ là nisi chen su. Thì en su này á, là ngôi thứ ba số nhiều, ông en su. Cho nên cái si trên su có nghĩa là đã ngồi rồi. Rồi là ngôi thứ ba số nhiều. Rồi muốn nói vô này á, là ngữ này, là chủ cách đó, chủ cách số nhiều là những vị tu sĩ. Mình chia số này là ngồi thứ a, cái này là định sở cách số nhiều, như là trên những cái giường. Cho nên cái câu này nó có nghĩa là những vị tu sĩ đã ngồi trên những cái giường. Rồi đó là câu câu thứ nhất. Câu thứ hai là ahang di pam hi acharin. Thì ahang còn cái ahang này có nghĩa là tôi, tức là chủ thể đó, chủ thể số ngôi thứ nhất đó, ngôi thứ nhất số ít. Rồi acharin thì mà thích chị in này là thì là ngôi thứ nhất số số ít này, thì động từ chính của nó là charati đó. Charati thì cái chữ cái root còn là cha đó, rồi động từ cơ bản còn là chará đó, nên mình chia ra thành là charati. Thì mình biết trong cái trường hợp này là người ta có thêm cái chữ tiếp tiếp đầu ngữ á vậy nữa, nên thành là achare, có nghĩa là đã đi lang thang. Rồi jivam hi tức là định sở cách số số ít, là trên hòn đảo. Cho nên con này có nghĩa là tôi đã đi lang thang trên trên hòn đảo. Rồi, ok. Rồi, bây giờ mình làm trước hai câu, bây giờ từng câu sau là mọi người mình từ từ làm cho nó quen. Câu thứ ba, chora gahapatino niden chore sung. Câu này mời chị Thúy ạ. Chora gaha patino nithin nithin choresum. Chora là chủ cách số nhiều, động từ ở đây là quá khứ động từ ngôi số 3 số nhiều là choresum, là đã ăn trộm. Gaha patino là của gia chủ, là sở thuộc cách số ít. Nithin là đối cách số ít, là của chôn cất. Dạ trò dịch là những tên trộm đã trộm cắp của chôn cất của người gia chủ. Rồi bây giờ qua câu thứ tư là mấy dân phù patino accent o lo ca dìm ha. Câu này mời chị Diệu Vân ạ. Mayang bupatino asin lokaya lo o lokai jimha. Mayang là ngôi thứ ba số nhiều. Ngôi thứ nhất số nhiều. Ngôi thứ nhất Ủa? số nhiều. Ngôi thứ nhất số nhiều là chúng tôi. Động từ là Olo cái diêm ha, là ngôi thứ nhất số nhiều.
là đã nhìn Bupatino là sở hữu cách là của đức vua. Asing là đối cách số ít. Dạ, trò dịch là chúng tôi đã nhìn thanh gươm của đức vua. Dạ, yeah, đúng rồi. Sao đúng. Câu thứ 5. Tom Atichino Odanang Adando. Dạ, nhờ mời chị Hồng Hạnh. Tư văn á tí thí mô ô đá năng a a đá đô. Tư văn là chủ cách số ít, còn á tí thí mô là chỉ định cách số ít, ô đá năng là đối cách số nhiều. Á đá đô là động từ quá khứ ở ngôi thứ hai số ít, đã cho dịch là bạn đã cho cơm tới vị khách. Dạ, đúng rồi. Sao đúng. Dạ, cơm thực phẩm rồi đó. Dạ. Ok rồi. À, câu thứ 6. Antipati wa nicham ha manayo kini. Dạ, câu này mời chị Minh Tâm ạ. Dạ. Atipati wa nicham ha manayo kini. Dạ là nhà lãnh đạo đã mua những viên ngọc từ vị thương nhân. Dạ. 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 Ok, dạ yeah, đúng rồi. Dạ yeah, yeah. người lãnh đạo đã mua những viên ngọc từ vị thương nhân. Dạ yeah, đúng rồi. Sao đúng. Rồi dạ yeah, câu tiếp theo. Patti dạ thưa thầy, cho hỏi một chút là những nhà lãnh đạo đã mua nhiều ngọc đúng không? Tôi cho tưởng là cái mana rô ấy là đối cách số nhiều thì dạ, đúng có rồi, phải là có nhiều, là nhiều những viên ngọc, những viên ngọc đúng rồi, những số nhiều những viên ngọc. Dạ, người lãnh đạo đã mua những viên ngọc từ người thương buôn. Dạ, đúng rồi, số nhiều. Dạ. Rồi câu thứ 7. Patti kassa kassa wi hen ya chi. Dạ, câu này mời cô Bích Hà. Dạ. Patti kassa kassa wi hen ya cha si. Patti là chủ cách số ít. Kassa kassa là chỉ định cách số ít hoặc là sở thuộc cách số ít. Vi hình là đối cách số ít. Và động từ ya cha si là động từ đệ nhất thì quá khứ ngôi thứ ba số ít. Rồi chúng ta dịch là người chồng đã xin lúa cho người nông dân, hay là người chồng đã xin lúa của người nông dân. Dạ, dạ. Thì cái này thì mình nghĩ là mình nên dịch là xin lúa của người nông dân, thì nó sợ, bởi vì mình tiếng Việt của mình khi mình nói xin lúa cho người nông dân á thì nó có thể là được, nhưng khi mình nghĩ cái này là xin cho, là xin cái xin giùm á, thì có cái ý nghĩa của nó là xin giùm. Mà nhưng thật sự cái này á thì nó có cái là cái đối là chỉ định cách đó, cho nên nó có cái hướng tới đó. Với lại như là nó cái chữ mà cát xá nó thường thường nó có nghĩa là tới đó, thì như khi mình dịch là xin lúa tới người nông dân thì nó hơi kỳ kỳ. Dạ, thì theo như cô Bích Hà dịch như vậy cũng được, thì mình dùng cái ý nghĩa là cho, tức là cái từ for thì nó cũng được.
mà ở đây thì Mỹ thích hợp thì mình nên thích hợp hơn thì mình nên dịch là xin lúa của người nông dân thì nó có vẻ thích hợp hơn ạ. Dạ, tại vì muốn dịch cái trường hợp thì thầy thầy hướng dẫn là trường hợp nào đúng mà tại nó cái nó giống nhau sợ thuộc cấp với chị định cấp á. Dạ. Thì đó thì ở đây cũng mình thì giờ không có không có sai mà ông nghĩ là một trong hai cách thì mình nên dùng cái sở thuộc cách thì nó thích hợp hơn, bởi vì nếu thật sự mình dùng cái từ cho thì cho dùm á, thì mình nên dùng là kasakaya thì nó có vẻ nó thích hợp hơn. Vậy thì mình nên dùng vậy. Rồi sao đúng. Bây giờ mình qua câu thứ 8. Câu thứ 8 là isayo kawi nang damang dese sung. Dạ, bây giờ mời chị Thúy ạ. Dạ, thưa thầy. Isayo ka wi nang thamang de se sung. Isayo là chủ cách số nhiều, những ảnh sĩ. Động từ là de se sung là quá khứ, động từ ngôi số 3 số nhiều. Đã thuyết ka wi nang là chỉ định cách số nhiều cho những nhà thơ thăm măng là giáo pháp, hay trò dịch là những ảnh sĩ đã thuyết pháp, thuyết giáo pháp cho những nhà thơ. Dạ, sa đu. Dạ, nó có nghĩa là thuyết pháp đến những vị đó. Dạ, yeah. Yeah, rồi, sa đu. Dạ, câu số 9. Kapayo Virin Harukhan Da Win Su. Dạ, mời chị Diệu Vân. Dạ. Kapayo Virin Harukhan Da Win Su. Dạ, Kapayo là chủ cách số nhiều. Ngôi thứ ba là những con khỉ. Dạ, động từ là Da Win Su là ngôi thứ ba số nhiều. Ghi Rim Ha. Dạ, động từ Da Win Su là đã chạy. Dạ. Ghi Rim Ha là xuất xứ là từ hòn núi ạ. Rukhan là đối cách số ít, gọi là cây, và trò dịch là những con khỉ đã chạy trên cây từ hòn núi ạ. Không biết đúng không? Dạ, tại sao chị lại dịch là trên cây vậy? Bởi vì cái này là đối cách. Thì mình biết là cái từ mà cha quá tiết nó là động từ di chuyển đó, cho nên đó là nó phải cần đối cách. Nhưng mà nó có nghĩa là đến. Cho nên ở đây mình chỉ cần dịch là những con khỉ đã chạy đến cái cây từ hòn núi. Đến cây từ. Dạ, như bởi vì là mình biết là động từ di chuyển, chẳng hạn như là đi hoặc là chạy đó. Khi mà nó gặp đối cách thì mình hiểu ra là nó đang hướng tới cái đó. Cho nên là như vậy là cái câu đó mình thích là những con khỉ đã chạy đến cái cây từ hòn núi. Sao đấy. Câu số 10. Dạ thưa thầy, cái trò dịch là chạy khỏi được không ạ? À? Dạ được, chạy khỏi, chạy từ. Dạ. Nó là xuất xứ cách. Dạ. Khỏi cây cối từ hòn núi được không? Dạ không, chạy khỏi hòn núi đến cái cây. Nó xuất phát từ cái núi, nó chạy tới cái cây. Dạ, mình phải hiểu nó như vậy. Dạ. Tức là cái này là xuất xứ, cho nên nó chạy từ hòn núi, nó chạy khỏi cái hòn núi, nhưng mà nó lại chạy đến cái cây. Dạ. Rồi, câu số 10 là Wanicha Udadin Gatchin Su. Dạ, câu này mời chị Hồng Hạnh. Dạ, mời chị Hồng Hạnh. Dạ là
Qua lý lý cha ú đá đim đim hí gách gách chí gách chim phú qua lý cha là chủ cách số nhiều. Cách số nhiều vậy? Cách số câu số 10 vậy? Dạ đúng rồi, dạ. Ú đa. Dạ, ú trá chim. Đim mùi. Dạ thưa thầy là cái câu này trò vẫn chưa chuẩn bị, không biết là cái Uda đi này là nghĩa là gì ạ? Dạ, Uda tí nó có nghĩa là đại dương hoặc là biển. Dạ. Cho nên là gì ạ? Dạ, dạ cái này nó là định sở cách số ít. Là biển nhỉ? Dạ, tức là trên biển, trên đại dương. Vâng ạ. Dạ. Thế cái Uda đi ví là định sở cách số ít. Yeah. Còn gách chim su là động từ quá khứ ở ngôi thứ ba số ít. Dạ, yeah, số nhiều, ngôi thứ ba số nhiều. À, số nhiều là yeah. nhiều thương gia đã đi đến biển. Dạ thưa thầy. Dạ, yeah, bởi vì ở đây nếu như mà nó là Udadin thì mình sẽ dịch là những vị thương gia đã đi đến biển hoặc đến đại dương. Nhưng mà vì ở này cái chữ Udajim hít nó nằm ở cái định sở cách số ít, định nó là định sở cách, cho nên mình phải dịch là trên. Cho nên là ở đây là muốn nói là những vị thương buôn đã đi ở trên biển, chứ không phải là đi đến biển, nó không phải là cái hướng tới. Mình biết cách cho tí mình biết là động từ di chuyển. Nhưng nếu như mà sau đó cái chữ Uda mà là Udajim thì nó là hướng tới, thì mình sẽ nói là những vị thương buôn đã đi đến biển. Còn chỗ này bởi vì nó là nằm trong là định sở cách, cho nên phải dịch đó là những vị thương buôn đã đi ở trên biển. Dạ. Yeah. Thưa thầy, đi trên biển như thế nào được? Tức là người ta đang đi trên biển đó, đang đi tàu đó, người ta đang ở trên biển đó. Ý nó muốn nói như vậy. À, dạ vâng. Dạ, chứ nó không phải là vị này. Có thể mình nói, nếu như mình nói mà người ta đang đi đến biển, tức là có thể là người ta đang còn ở trên đất liền, người ta đi đến biển. Dạ. Yeah. Còn trong trường hợp này là người ta đang ở trên biển, người ta đang đi trên thuyền ở trên biển. Yeah. Dạ, vâng, cảm ơn thầy. Dạ, thưa thầy, nếu mà mình dịch ra là đi đến cái biển thì là nó phải sử dụng cái định sở, cái chỉ định cách hay sao? Không, phải là sử dụng đối cách. Ồ, dạ. Từ vì cái động từ đi là nó di chuyển nên nó, dạ, yeah. Đối cách, dạ. Yeah. Dạ, ok, bây giờ câu số 11. Máy dân mắc ghê đó, ga măng gách chim. Dạ, mời chị Minh Tâm. Dạ. Máy dân mắc ghê đó, ga năm ga măng gách chim ha. Dạ. Chúng tôi đã đi đến ngôi làng xuyên qua con đường. Dạ đúng rồi, sao đúng. Dạ đó, thì như mình thấy chuyện này là cái từ ga măng là đối cách, cho nên mình phải dịch là đã đi đến. Dạ, nên chúng tôi đã đi đến ngôi làng thông qua hoặc là bằng con đường hoặc là xuyên qua con đường. Dạ. Thì rồi, câu số 12. Đi tí Capin Marisi. Dạ, mời cô Bích Hà. Dạ. Đi pi Capin Marisi. Đi pi là chủ cách số ít. Capin là đối cách số ít. Và Marisi là đề thích động từ thì quá khứ ngôi thứ ba số ít. Cho dịch là chủ là con báo đại diện con khỉ. Dạ, sao đúng. Mà hình như cái từ Maresi này nó không phải là để thất động từ, nó là để nhất động từ. Dạ, để nhất động từ.
Dạ, mà nhưng nó ở cái thể kiến đó, kiến kiến gì mình kiến. Rồi, sao đi. Dạ, bây giờ mình qua câu thứ 13. Tâm hề à, patino di pe gần hết thắt. Dạ, mời chị Thúy ạ. Tâm hề patino di pe gần hết thắt. Tâm hề là đại danh từ, ngôi số 2 số nhiều là chúng tôi. Các bạn chứ. Động từ ở đây là gần hết thắt. Là động từ thì quá khứ ngôi số 2 số nhiều. Patino là sở thuộc cách của gia chủ. DP là đối cách số nhiều. Những cây đèn trò dịch là các bạn đã lấy những cây đèn của gia chủ. Dạ, dạ, sao đúng. Dạ. Là đã mang hả? Gần hết tí là mang phải không? Các bạn đã mang những cây đèn của những gia chủ. Dạ. Để lấy ganh hết. Dạ, trang 35 đã lấy ganh hí. Dạ, yeah, ok, take, ok, dạ, yeah, lấy. Đúng rồi, ok, dạ. Yeah. Rồi, sao đúng. Câu số 14. Ahang Bukasa Pade Puji Sen. Dạ, mời chị Diệu Vân ạ. Dạ. Ahang Phúc Đát Xá Bà Đề Bù Chê Sinh. Á Hằng là đối cách ở ngôi thứ nhất số ít là tôi. Dạ, dạ là chủ cách. Dạ, chủ cách. Dạ, chủ cách số ít ngôi thứ nhất. Dạ. À, động từ là Bù Chê Sinh là đã cúng. Bút đá xá là sở hữu cách số ít. Sở hữu cách số ít là của Đức Phật. Và đề là định sở cách số ít. Dạ, trò dịch là tôi đã cúng trên chân của Đức Phật. Dạ, không biết đúng. À, dạ. Nó hơi kỳ kỳ. Dạ, bởi vì cái bởi vì cái này á là cái chữ puji tít nó có nghĩa là cúng, mà nhưng nó cũng có thể có nghĩa là đảnh lễ. Dạ. Cho nên ở đây á là mình nên nghĩ cái dùng cái mình nên nghĩ là pa de nó có nghĩa là đối cách số nhiều. Dạ. Tức là tôi đã đảnh lễ những bàn chân của Đức Phật. Thì nó có vẻ hợp lý hơn ạ. Những bàn dạ, chân. Thưa thầy, cái định sở khác là cái bàn chân đó, thì là thầy dịch là sao ạ? À? Là trên bàn chân hoặc là trong bàn chân, cái đó tùy vào bối cái bối cảnh ạ. Nếu mình sẽ cái gì ở cho cái đó là trong bàn chân thì mình có thể nói trong bàn chân, còn nó ở trên hoặc là ở bàn chân thì tùy cái trường hợp ạ. Dạ, ở đây và trường hợp này thì là đảnh lễ trên bàn chân của Đức Phật. Dạ không, đảnh lễ những bàn chân, cái này là đối cách số nhiều. Bà đê, cái này là đối cách số nhiều, nó cũng là e. Dạ, không phải là định sở cách. Dạ không, cái này là đối cách số nhiều, cho nên là tôi đã đảnh lễ những bàn chân của Đức Phật. Dạ. Rồi, ok, bây giờ qua câu số 15. Số 15 là Kawayo Kapinang Odanang Dadensu. Dạ, nghe mời chị Thông. Dạ, Kawayo Kapinang Odanang Dadensu. Khá quá vô là chủ cách số nhiều. Khá bi năng là sở thuộc cách số nhiều. Ô đá năng là đối cách số ít.
Đá đêm số là quá khứ ở ngôi 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 thứ ba số nhiều. Và dịch là nhiều thi sĩ đã cho những con khỉ tôm. À dạ, hình như chị nói cái chữ ca phí năm là sở thuộc cách số nhiều phải không ạ? Vâng ạ. Dạ, nếu sở thuộc cách thì nó phải là của phải không ạ? Mà trong cái câu dịch thì nó không có của. À, thì đó là sử dụng cách á. Sử dụng cách. Sở thuộc cách. Nghĩa là một là sở thuộc cách, hai là... Dạ, sở thuộc cách. Nghĩa là dạ. cho những con khỉ á. Tới cho tới những con tỷ. Dạ, tức là mình nói là định là chỉ định cách. Dạ, chỉ định cách số nhiều. Dạ, chỉ định cách số nhiều thì nó có phải thích hợp hơn là sử dụng cách. Cho nên ở đây mình nên dịch là những thi sĩ đã cho vật thực đến những con khỉ. Tức là đã cho những con khỉ vật thực đó. Tức mình là đã cho những con khỉ vật thực. Mà nhưng mà dịch gọi là dịch sát vào nó có nghĩa là cho vật thực đến những con khỉ. Dạ vâng, cảm ơn thầy. Yeah. Rồi. Rồi, câu tiếp theo, câu 16. Arayo Asi Anesung. Dạ, mời chị Minh Tâm ạ. Dạ. Arayo Asi Anesung. Những kẻ thù mang lại những thanh kiếm. Dạ, dạ, sao đúng. Nhưng bởi vì mình đang học thì quá khứ đó, cho nên mình cố gắng nhớ, cho nên mình nên dịch là những kẻ thù đã mang lại những thanh kiếm dạ. cho nó chính xác mình nhớ. Dạ. 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 Rồi câu số 17. Ahi Capino Panen Dasi. Dạ, mời cô Bích Hà. Dạ. Ahi Capino Panin Dasi. Ahi là chủ cách số ít. Capino là sở thuộc cách số ít. Panin là đối cách số ít. Và Dasi là động từ thì quá khứ ngôi thứ ba số ít. Trò dịch là con rắn đã cắn bàn tay của con khỉ. Dạ, yeah, đúng rồi, sao đúng. Yeah. Rồi câu thứ 18. Má dặn gà rìm hả? Chàn đăng phát xìm hả? Dạ, mời chị Thúy ạ. Má dặn gì rìm hả? Chàn đăng phát xìm hả? Má dặn là đại danh từ ngôi số một số nhiều. Động từ là Pasimha là ngôi số một số nhiều đã thấy. Dí Rimha là xuất xứ cách số ít từ hòn núi. Chandang là đối cách số ít là mặt trăng. Trò dịch là chúng tôi đã thấy mặt trăng từ hòn núi. Dạ yeah, đúng rồi, sao đúng sao đúng sao đúng. Dạ. Câu số 19. Tâm hi muni năng a ha rằng adaditta. Dạ, mời chị Diệu Vân. Dạ. Tâm hi muni năng a ha rằng adaditta tha. Dạ, adaditta. Tâm hi là chủ cách số nhiều ngôi thứ hai và động từ là á đá đi thá làm ngôi thứ hai số nhiều, động từ quá khứ ngôi thứ hai số nhiều là đã cho Muni năng là chỉ định cách số nhiều. Aha răng là đối cách số ít.
để cho dịch là các bạn đã cho vật thực tới những tu sĩ. Dạ đúng rồi, xa đúng. Dạ. Dạ ở đây thì cái này mình nên dịch như vậy, mình có thể nói là nhiều người có thể nói là muni năng, có thể là sở thuộc cách số nhiều, nhưng bởi vì cái động từ là đa tí thì mình biết là cho hoặc là bố thí, những cái đó nó cần phải có hai object đó, tức là hai vị ngữ hả? Tức là trực tiếp và gián tiếp đó, cho nên ở đây là vật thực là trực tiếp, còn những vị tu sĩ là gián tiếp, cho nên ở đây mình phải nên dùng cái muni năng này là ở cái chỉ định cách thì đúng hơn. Dạ. Rồi bây giờ câu số 20 là bù bát tí ni đa vô bà lê sĩ. Dạ, mời chị Hồng Hạnh. Dạ thưa thầy, là bú ba tí ní thá dô ba nê xí. Bú ba tí là chủ cách số ít, ní thá dô là đối cách số nhiều, ba lê xí là động từ ở ngôi thứ hai, dạ nó là nhưng mà bạch thầy là cái từ ba lê xí này thì trò cứ tưởng nó là phải là ngôi thứ ba, thế sao nó lại chia ở ngôi thứ hai? Dạ cái này điểm này Hùng đã có nói một lần rồi đấy ạ, tức là mình ở đây mình phải phân biệt cái này nó có thể là thì hiện tại ngôi thứ hai số ít, nhưng nó cũng thể là thì quá khứ ngôi thứ ba số ít, cho nên mình phải tùy thuộc vào cái bối. Nhưng mà ở đây mình thấy là cái chữ bù phát tí đó là đòi nó là chủ cách ngôi thứ ba, cho nên động từ nó phải phù hợp với chủ ngữ, cho nên ở đây mình không thể xem cái từ ba lê xí này là động từ hiện tại ngôi thứ hai được, bởi vì cái chủ ngữ của nó là ngôi thứ ba, cho nên động nó phải phù hợp với chủ ngữ. Cho nên ở đây mình phải chấp nhận nó, mình phải nhìn nhận nó là động từ, cái này là động từ quá khứ ngôi thứ ba số ít. Vì cái từ pa lê tí là như mình biết á, là cái động từ cơ bản của nó là pa lê, nó kết thúc một cái chữ e, thì khi mà nó tập ý vào như mình biết, như chú Phùng nói đó, là mình không có thể tỉnh lược một cái nào hết mà mình phải chèn cái chữ xá vào, cho nên đó là cái lý do tại sao nó là pa lê xí. Ở đây mình phải lấy mình của nó là ngôi thứ hai số ít thứ ngôi thứ ba số ít thứ. Vâng, dạ thưa thầy, trò dịch là đức vua đã hộ trì việc chôn cất. À dạ, đã hộ trì những của chôn cất. Của bởi vì là ni đi có nghĩa là những cái vật mà người ta đi chôn cất. Đi số nhiều cho nên là vua đã hộ trì hoặc là bảo vệ những của chôn cất. Rồi bây giờ là vậy, là mình xong được cái phần từ Pali sang tiếng Việt. Bây giờ mình sẽ đi qua cái phần từ tiếng Việt sang tiếng Pali. Rồi cái câu đầu tiên á là người nô lệ đã đánh kẻ thù với thành chiến. Dạ, bây giờ mời chị Minh Tâm ạ. Hello, chị Minh Tâm có ở trước phải không ạ? Có trước máy không ạ? Dạ, thưa thầy. Dạ. Cho trò xin qua câu này ạ. Ok, dạ, không sao. Vậy thì mời cô Bích Hà. Dạ. Người nô lệ là chủ cách số ít, rồi dịch là đã đánh là động từ paharati, đã đánh là paharati kẻ thù
Kẻ thù là đổi cắt số ít. Kẻ thù là Arin. Và với thanh kiếm là sử dụng cắt số ít. Trò dịch là đá xô á xí na á rim pá há ri pá há ri. Dạ đúng rồi, sa đú sa đú sa đú. Dạ tới đá xô á xí na á rim pá há ri. Dạ rồi, bây giờ câu thứ hai. Câu thứ hai là chúng tôi đã nhận được thức ăn từ vị gia chủ. Dạ mời chị Thúy. Dạ thưa thầy, chúng tôi là đại danh từ ngôi số nhất số nhiều. Động từ ở đây là đã nhận được là động từ ngôi số một số nhiều. Thức ăn là đối cách số ít, từ vị gia chủ là xuất xứ cách, ngôi số ít xuất xứ cách số ít. Và trò dịch là má dân gá há bát tí na a ra hăng lá phim ha. Dạ, yeah, ok, mang dần gà hạ bát tí nà a hà răng lam bìm hà. Dạ, ok, xà rú, xà rú, xà rú. Dạ. Ở đây mình biết gì? Dạ, gia chủ gà hạ bát tí nà a ra. Ok, rồi. Bây giờ câu thứ ba. Thưa thầy, dạ, cho hỏi một chút là cái từ thức ăn ấy, trò dịch là a hà dê, được không? Mình trò đối cách số nhiều, được không? Dạ, thức ăn thì thường mình nghĩ thức ăn thì có thể là không đếm được, nhiều ít cũng được, mà đây giờ cái giờ chỉ dịch ahari nó cũng không có sai, nhưng thường ở đây thì mình thấy ít khi nó dùng số nhiều đó, mà là aharang. Dạ nó không sai, nhưng mình nên dùng aharang thì nó có vẻ là chính xác hơn, bởi vì mình nên dùng số ít thì nó chính xác hơn. Tại vì thầy bạch thầy là cho có nghĩ là thức ăn thì nó phải nhiều thì chẳng nhẽ một tí thì nó. Dạ thì nếu như thường thì nếu như mình nói mà những cái đĩa, những cái món ăn khác nhau thì dĩ nhiên lúc đó mình có thể là chia nó thành số nhiều. Dạ nhưng mà mình có thể gọi chung nó, gọi chung nó thành là giống như là trừu tượng đó, là mình gọi nó aha rằng dùng được, không sao. Dạ thì như mình nói là nếu chỉ dùng số nhiều nó cũng không có sao, nó cũng không có sai. Dạ nhưng thường thì mình nên dùng nó số ít. Dạ vâng. Dạ. Ok, câu thứ ba là ông ấy đã mang con khỉ đến núi. Dạ, mời chị Diệu Vân ạ. Dạ. Ông ấy đã mang những con khỉ đến núi. Đã mang con khỉ đến núi. Dạ, ông ấy là ngôi thứ ba số ít, là Sô. Đến núi là Ghi Rinh, là xuất xứ cách số ít. Ghi Yeah, dạ, tại sao chị lại dùng xuất xứ cách ạ? Xuất xứ cách thì thường nó nghĩa là từ hoặc là khỏi. Xuất xứ là cái nơi mà cái hành động nó xuất phát, tức là từ hoặc là khỏi. Ở đây nó không, nó là đến. Đến là từ đâu là xuất xứ cách? Dạ, xuất xứ cách là. Dạ, nhưng xuất xứ cách thì không đúng đâu ạ. Nó có thể ở đây, ok, ở đây có hai trường hợp. Điểm đầu tiên có thể mình nghĩ nó sẽ là chỉ định cách. Bởi vì nó đến, cho nên là chỉ định cách. Tức là cái ý nghĩ đầu tiên, đúng không ạ?
Nhưng ở đây á, mình biết cái động từ mang là nó có tính là di chuyển, đúng không ạ? Cho nên mình nó có tính di chuyển, cho nên ở đây á, là mình nên dùng là đối cách, bởi vì nó cũng giống như cái từ đi, bởi vì cái người này mang con khỉ đến núi, nó có tính di chuyển ở trong đó, cho nên mình nên dùng là đối cách. Dạ, như vậy có hai đối cách trong câu này phải à? Dạ đúng, nó có hai đối cách trong câu này. Dạ, như vậy là giving, so giving. Gapping là con khỉ. Dạ, còn động từ là hairy. Dạ đúng rồi, cho nên đó là so giving, gapping, hairy. Dạ, dạ thưa thầy. Cái động từ ở cái núi á, đến núi mà mình phải xài cái đối cách mà không xài được chỉ định cách. Tự vì cái động từ mang là nó di chuyển đó thưa thầy. Dạ dạ đúng, bởi vì nó có tính di chuyển. Dạ. Dạ, cho nên thì theo ngữ pháp với quý vị nói là động từ di chuyển á, với lại khi mà đọc trong kinh sách thì những cái động từ di chuyển thì thường thường là dùng là đối cách không, chứ không có dùng chỉ định cách. Dạ. Dạ. Cảm ơn thầy. Dạ, ok rồi, bây giờ qua câu thứ tư. Những lái buôn. Đây mình dùng động từ hairy hay là hairy này. Dạ, cái này là mang đi chứ không phải mang lại ạ. À. Bởi vì mang đến chứ không phải là mang về. Mang về thì là A. Có thêm cái chữ A vào trong đó. Cái này là mang đến thôi. Nó đi khỏi. Dạ, như A, Hà Rí là mang đến thôi. Dạ, cái từ để coi. A, Hà Rí. Nó có nghĩa là tiếng Anh nó gọi là bring, tức là mang lại. Nhưng ở đây trong cái câu này nó nghĩa là mang đến, tức là đi khỏi một cái nơi nào đó. Thì đến cái đó, cho nên nó là hát. Dạ, hình như trong sách nó ghi là mang đến, đã mang đến. Là mang đến. Dạ, mang đến tức là đi khỏi ông ta đó. Nó đến là đến. Ở đây mình hiểu cái chữ đến là... ok, hiểu ý của cô là... ví dụ như mình nói là ông ấy đã mang con khỉ đến núi. Dạ thưa thầy, ý ra nói là cái động từ trong sách người ta cho là hả rí là đã mang đến, chứ không phải có thêm chữ A đằng trước nữa. Vậy ha, bởi vì cái từ ông ấy đã mang con khỉ đến. Ok, để mình xem từ bên cái tiếng Anh nó là cái gì. Tiếng Anh nó là he carried a monkey to the mountain. Dạ, bởi vì cái từ cái này cái chữ carry thường thường mình thích chữ carry là đi khỏi, còn cái từ bring nếu như ở đây nó nói là he brought a monkey thì từ mà cái chữ thì mình biết cái chữ bring với cái chữ take á, là tiếng Anh cái bring á, là nó đi tới mình, còn nó take á, là nó đi khỏi. Thì ở đây cái chữ carry nó cũng có thể là đi khỏi. Thì ở đây bởi vì á, thường thường khi mình nói mà đến với đi á, đến á, là đến cái đi tới cái đối tượng đang nói, đúng không ạ? Đi là đi khỏi cái đối tượng đang nói. Thì ở đây nó là đi tới. Thì nghĩ cả hai thì nghĩ cả hai cũng được ạ, chứ không phải là không. A Harry cũng được hoặc là Harry cũng được, nó tùy theo cái cách suy nghĩ của mình. Dạ không được, nếu cũng được, nếu như mà cô hiểu theo cách đó thì cũng không sao. Dạ, dạ không, ý thầy cho là trong sách nó ghi chữ Harry là đã mang đến chứ không phải Harry. Do người ta dịch sang tiếng Việt nó là như vậy, nhưng mình phải hiểu vào cái ngữ cảnh. Dạ. Dạ. Cái ngữ cảnh nó đến đây. Dạ dạ dạ. Theo từ vựng ở trong sách đó. Dạ 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 được, không sao. Cảm ơn thầy. Dạ thì thầy nói. Ở trên trang 108 cái tự điển ở phía sau sách đó thưa thầy, để là a há rí là đã mang lại. Dạ thì đó, ý của nó là lại đó, thì nó là đi ngược lại đó. Dạ. Dạ. Nên là cái trang cái chữ đó ở trên trang 35 là con nghĩ trò kỹ là ghi lộ nè.
đã mang lại. Dạ, thì nó không sao, cái này là do tới khi mình đọc mình hiểu như thế nào đó. Thường thường cái từ mà mang lại, cái chữ mà a há rí nó có nghĩa là đi ngược lại, còn cái chữ há rí nó có nghĩa là đi khỏi. Dạ, thì tùy theo cái suy nghĩ của mình. Dạ, nó không có sao, cái nào cũng được ạ. Dạ. Ok, rồi. Câu thứ tư. Những lái buôn đã đi đến làng bằng con đường. Ok, rồi bây giờ là đến phiên của hình như chị Minh Tâm. Chị Minh Tâm không làm tiếp phải không ạ? Bây giờ mời cô Bích Hà. Dạ, rồi không làm tiếp nè. Dạ, dạ, ok rồi, mời cô Bích Hà. Dạ. Những lái buôn đã đi đến làng bằng con đường. Những lái buôn là chủ cách số nhiều. Đã đi đến làng là động từ ngôi thứ ba số nhiều. Đã đi đến là động từ ngôi thứ ba số nhiều. Và đến làng là đối cách số ít. Và bằng con đường là sử dụng cách số ít. Rồi dịch là Guani Cha Mắc Mắc Ghế Na Mắc Ghế Na Ga Măng Gắt Chum hoặc là Gắt Chim Sú. Dạ, yeah, đúng rồi, sao đúng, sao đúng, sao đúng. Qua Chi Na Mắc Ghế Na Ga Măng Gắt Chim Sú hoặc là Gắt Chum. Rồi câu số 5. Câu số 5 là những con chim đã bay trên trời từ bay lên trời, sorry, bay lên trời từ chiếc cây. Ok, thầy, rồi, dạ. Thưa thầy, giúp cho hỏi cái câu số 4 nè. Đã đi, đã đi là động từ giống như là motion verb thì cái đây mình nó phải là bằng con đường, mình không có xài đối cách ở đây hả thưa thầy? Dạ, đối cách là ga măng đó ạ. À. Dạ, đi ga đến, măng dạ. Là cái làng rồi. Dạ đúng rồi, thì đi đến làng cho nên ga măng nó phải là đối cách. Còn cái mắc ghê đó là ở đây nó thành là sử dụng cách. Dạ. Thì cho nên cái đến làng là ga măng đó, mình dùng là đối cách đó chứ không phải là chỉ định cách đó. Dạ. Từ vì cái câu số 3 mình lại có hai cái đối cách là mang đến núi. Dạ, nhưng bởi vì cái mang nó rồi hỏi là mang cái gì. Thì cái gì đó, đó nó cũng là ở đối cách. Thì cái gì đó là đối cách theo cái nghĩa là nó cái động từ nó đòi hỏi cần cái đối cách đó. Cái object của nó, cái đối tượng, cái vật mà nó mang đi. Còn đến cái núi đó là nó ở đối, nó đối cách bởi vì cái động từ mang của nó là động từ di chuyển. Dạ, còn ở dưới cái câu này là đã đi thì nó không có đối cách riêng của nó, mà cái từ ga mang là đối cách, mình chỉ ở đối cách bởi vì cái động từ đi là động từ di chuyển. Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ. Rồi, những con chim đã bay lên trời từ cái cây. Dạ, mời chị Thúy ạ. Dạ, dạ, dạ thầy, cho có câu hỏi là như vậy. Nếu mà cái động từ di chuyển á, thì có thể là nó có hai cái đối cách, mà cũng có thể là nó chỉ có một đối cách thôi, phải không ạ? Dạ, tùy, dạ đúng rồi. Thì nếu cái động từ di chuyển đó, nó là di chuyển, nhưng nó đòi hỏi phải có đối tượng, thì dĩ nhiên cái đối tượng đó cần phải chia ở đối cách. Dạ, như cái từ mang này mà nó mang cái gì, thì cái gì đó mình phải chia là ở đối cách. Dạ, thưa thầy, như vậy động từ mà motion verb nhiều khi nó cũng không cần có đối cách, giống như cái câu hồi nãy mình gặp là đi ra biển, đi trên biển vậy đó. Dạ đúng, thì từ đi đó, cái động từ đi nó không có dạ. Cần, nó không cần object, nó không cần đối tượng. Đi dạ. Thì chỉ đi thôi. Ở đây trong tiếng Anh á, nó gọi là biết cái gì và cái gì, nó gọi là transitive verb, intransitive. Yeah.
thì cái transitive đó là nó cần phải có vị ngữ, nó cần có object. Còn intransitive là nó không cần có object. Yeah. Dạ thì đó, như cái trong cái trường những cái trường chẳng hạn cái trường hợp ở đây động từ là động từ harati đó, nó cần phải có object bởi vì nó là transitive. Yeah. Dạ thì nó là như vậy. Dạ. Tiếng Pali nó gọi là sakkammaka với sakkammaka với akkammaka. Rồi tiếp ok. Dạ, ý của Tom muốn hỏi là hồi nãy là cái động từ cũng là động từ đi, động từ gacchari thầy. Dạ. Thì thường thường cái động từ đó là motion verb thì nó có một cái object. Nó có một cái đổi cấp. Nhưng mà nếu mà người ta dùng định sở cách thì mình không có cần object, không có cần đổi cách, mà là như hồi nãy mình có cái câu là đi, thay vì là đi đến biển hay là đi ra biển đó, phải đi trên biển đó. Dạ, bởi vì khi mà cái ý nghĩa của cái câu đó, nó cái động từ đi đó, dạ, cái động từ đi nó mà là nó cái ý nghĩa là motion, nó đi đến một cái gì đó, thì cái nơi đến đó phải được chia ở đối cách. Còn khi mà mình nói đi ở đâu đó, cái chuyện đi ở đâu đó, cái nơi đi đó nó không phải là cái nơi đến. Chẳng hạn như đi, mình nói mình đi trong nhà, hoặc là mình đang đi ở trên đường, thì cái chuyện đi trong nhà, đi trên đường, cái đó nó không phải là cái chỗ để cho mình đi đến, không phải là cái hướng đến của mình. Thì yeah, cái đó nó lại không được chia ở đối cách, mà nó lại chia ở định sở cách. Dạ đúng rồi, định sở cách. Dạ. Dạ mình sẽ hiểu nó là như vậy. Dạ. Cảm ơn thầy. Dạ. Ok rồi. Rồi bây giờ câu số 5. Những con chim đã bay lên trời từ cái cây. Dạ thì mời chị Thúy. Dạ thưa thầy. Những con chim là chủ cách số nhiều đã bay. Đã bay là động từ quá khứ ngôi số 3 số nhiều, lên trời là đối cách, từ yeah, cái cây, đúng rồi, đối cách số ít từ cái cây là xuất xứ cách số ít, trò dịch là xá cú na rút kha a ca sang u đê sung. Dạ đúng rồi, sakuna rukha a ca sang u đê sung. Dạ ok rồi, bây giờ là qua câu số 6. Dạ thưa thầy, ở chỗ câu số 5 này mình đặt cái chữ a ca sang trước chữ rukha có được không thầy, hay là bắt buộc phải như vậy? A ca sang dạ nó cũng được chứ không phải là không, mà nhưng bởi vì thường thường mình nói là nó bay lên trời, hai cái đó nó dính liền với nhau đó, thì mình nên để a ca sang út chì sung thì nó có vẻ hợp lý hơn. Dạ cảm ơn thầy. Dạ cái câu số 6, bỏ trộm. Đã đánh cắp những viên ngọc của đức vua. Dạ, bây giờ mời chị Diệu Vân. Dạ. Bọn trộm đánh cắp những viên ngọc của đức vua. Dạ. Dạ, bọn trộm là đối cách số nhiều. Dạ, chủ cách số nhiều. Dạ, chủ cách số nhiều. Chora. Của đức vua. Dạ, bây giờ trên thường thường, bây giờ mình chú ý thì khi video mình câu đi là mình tìm chủ ngữ trước, rồi bây giờ có động từ là đã đánh cắp, là như thế. Động từ là chore
sung. Dạ đúng rồi. Cho re sung. Cho re sung. Bây giờ tiếp theo là những viên ngọc. Những viên ngọc là như thế nào ạ? Những viên ngọc là mani hay là manayo. Dạ manayo, bởi vì nó là số nhiều. Manayo. Rồi bây giờ của đức vua là mình dịch là mani đúng thầy. Dạ mani cũng được, mani cũng được. Dạ mani hoặc là manayo. Của đức vua là bu pa sở thuộc cách số ít. Là sở thuộc cách là bu pa lassa. Dạ nó là bu pa la. Dạ nó là bu pa lassa. Bu pa lassa. Lá sa. Dạ, vua bà lá là vị vua rồi. Cái này là sở thuộc cách số ít. Thêm xá của nó. Thành là vua bà lá sa. Dạ, cho nên cái câu nó thành là cho ra vua bà lá sa mani cho rê sung. Thưa thầy. Dạ. Thưa thầy cho hỏi là cái từ đức vua nó có hai từ. Một cái từ là nam tịnh vị ngữ Á về nam tịnh vị ngữ Ý á. Thì dạ. Mình có sự khác nhau gì không hay là mình dùng chữ nào cũng được? Dạ, dùng chữ nào cũng được. Rất là nhiều từ, rất nhiều từ cùng nghĩa. Dạ. Dạ, dạ rồi. Bây giờ qua câu thứ bảy là tôi đã dần cúng các vị tu sĩ thức ăn. Dạ cái này là cái câu tiếng Việt của mình mà thật sự cũng muốn dễ mình có thể đổi đó thành là tôi đã dâng cúng thức ăn đến vị tu sĩ thì nó sẽ dễ cho mình dịch hơn. Dạ bây giờ mời chị Hồng Hạnh. Dạ tôi đã dâng cúng các vị tu sĩ thức ăn cho dịch là Aham mú ní năng a ha dê bù chê sim hoặc là bù cha dim. Dạ a ha mú ní năng a ha rê bù chê sim đúng không ạ? Dạ, dùng suy nhiều cho nên mình cũng được. Thường nó dùng là A-ha-răng. Thật sự nói cái chữ A-ha-răng nó rất là cái từ A-ha-rá này, thức ăn đó, nó rất là chung. Thường thường trong kinh đó, thường có từ O-đa-ná. Không biết trong đó có trong phần trước thì mình có học có từ O-đa-ná kìa. O-đa-ná. Cái từ này là cơm. Cơm đó, thường là ô đá ná, dân cúng cơm. Cái này nó gặp hơn. Còn a ha ra không có sai. Dạ, mà ở đây mình có thể dùng cái từ a ô đá năng cũng được. Dạ. Thưa thầy, ở đây các vị tu sĩ là số nhiều. Dạ, các vị tu sĩ là số nhiều cho nên là thành mú ni năng ạ. Phải không ạ? Mú ni năng là đế. Vâng ạ. Đấy là chỉ định cách số nhiều ạ. Mú ni năng là chỉ định cách số nhiều. Là. Dạ, phải không cô Bích Hà? Dạ, mú ni năng ạ. Đây là số nhiều ạ. Dạ, dạ. Dạ, ok. Rồi. Dạ, bây giờ mình đã đến được câu số 7. Dạ, ok. Rồi thôi mình tạm dừng ở đây thì có gì rồi tuần sau mình sẽ tiếp tục ạ. Còn mình còn khoảng mười mấy câu nữa. Dạ. Okay. Rồi, ta đứa. Dạ, chúc mọi người được ăn vui. Dạ, cố gắng tập từ. Bởi vì cái gì dịch này là mình mới quen được. Chứ mà không dịch là nó mình học rồi mình nó cũng đi qua hết à. Từ dịch này mình mới áp dụng được. Dạ. Ok, dạ. Yeah.